chào các bạn à. Hôm nay mình sẽ test cái con máy Hà Thị các bạn. Nè, máy Hà Thị ốm gà mình quay lên nè. Máy Shibuga 10SA nè. Rồi hôm nay mình sẽ test cái vỏ 4.5 nha các bạn. Cái vỏ 4.5 nè. Vỏ này vỏ hữu tính nha các bạn, vỏ 4.5. Vỏ này cũng khá mỏng à. Để mà không biết tốc độ nó sao đây. Cho nên test cho bạn xem tốc độ nó nè. Rồi, bắt đầu mình chuẩn bị mình khiêng máy xuống mình test thử bài. Này mình chú là mình giải trí chơi các bạn, chứ tốc độ thì cũng không đạt lắm nha bạn, tại vì vỏ này nói chung cũng chưa giọt lắm. Vỏ này nói chung cũng được à, chứ vỏ bay nữa thì mới giọt bạn. Mà ở đây thì mình thấy có chiếc 4.5 này là mình thấy tương đối nhất á. Nè. Hữu tính các bạn. Rồi chuẩn dịch tất 8 này. Dịch này cũng không có được giọt cho như mấy nha bạn. Dịch này tất 8 mà cũng dịch thường à. Mình chưa có chuẩn dịch thái mà mình chưa có các bạn. Thấy dịch thái AB thì nó giọt hơn nữa. Tại hiện tại mình đang chạy cái lắp 14 là bởi vì chưa có dịch xịn mày, cũng tương đối à. Rồi, đoàn khiên máy xuống mình test cho bạn xem tốc độ thử chơi nha. Vỗ tính 4.5 các bạn.
ở nhà các bạn ơi. Quá trời tiếng nổ ai thì phê tê tái bạn ơi. Giờ hai thằng điếc mù luôn rồi, hết hết nghe gì luôn rồi. Nói chuyện hết nghe luôn rồi. Kêu không à. Cái này kêu tới vậy. Quá rồi. Nãy giờ mình hàng mình chạy chắc cũng gần 2 lít xăng các bạn. Chắc cả tiếng rồi. Tiếng đồng 2 lít xăng á. Rồi. À, hôm nay mình cái máy hai thể bạn, mình test nè. Dính nguyên bọc nãy giờ không. Hàng kia nó chạy hơi lút các bạn. Giờ dính bọc rồi. Đây. Rồi bữa nay mình chia sẻ cái video về con máy hai thì các bạn. Test cái máy vỏ con này vỏ hữu tính rồi. Hữu tính 4.5 các bạn. Cùng với bạn Nguyên Khắc ha. Rồi. Tốc độ thì cũng cũng cù bắp bạn ơi. Đây mình đam mê mình chơi chứ cái này cũng giải trí thôi các bạn. Chứ cũng không có tốc độ gì quá à. Chạy nói chung chắc ăn con Mitsu đi chắc ăn rồi. Mitsu đi chặn lại đâu. Mitsu 6 đó thấy lụm ngọt rồi đó. Đó Mitsu 6 của mình đó. Mitsu 6 đó không có binh chứ ha. Thường mà chạy con này chạy ăn chắc rồi. Con nó chặn lại đâu. Con này tua nó dữ quá. À, nói chung chạy giải trí chơi bạn ơi. Còn tốc độ thì kệ nó đi ha. Thì nào mình có chứng dịch thái đàng hoàng thì mình lên cái lắp 16 đồ kiếm vỏ nhỏ hơn nữa chạy giọt hơn nữa các bạn ha. Nào có mình sẽ review cho bạn xem tiếp nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo video ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Rồi thân ái chào các bạn nha.